cả các bạn nhé. Hôm nay mình đi ngắm lá đỏ cùng với Hằng. Và bọn mình đi sẽ đi trong lúc ở Nha Trang San. Mình đang đợi xe KTX. Đây là lần đầu tiên trong đời mình được đi KTX. Là ở bên này đi KTX cực kỳ sướng luôn. Ly nước mà nó còn không động đậy luôn, đi rất là êm ru luôn. Và thời gian đến thì nó hơi bị chính xác nhưng mà lệch 1 phút. Mọi người vào trong đấy thì không được ồn ào. Bây giờ bọn mình đã đến trong group và đang đợi xe. Bọn mình định bắt taxi đi, bắt xe buýt đi nhưng mà tận 3 phút nữa mới có taxi. Thì xe buýt thì như thế nó rất là muộn nên là bọn mình quyết định đi bằng taxi. Bây giờ tụi mình đã đến Nha Trang San. Và phía sau lưng mình đây là toàn lá xanh lá đỏ. Chưa thực sự đẹp. Tí nữa là mình sẽ cho các bạn xem là nó đẹp như thế nào nhé. Người đi bộ thì rất là đông các bạn. Người ta đến đây như kiểu một năm đến đây một lần đấy. Và cái chỗ này thì nó đẹp hơn cả ở đảo Nam Mi. Bởi vì đảo Nam Mi nó nổi tiếng là có cái đường cây ngân hạnh. Nope. Và có bộ phim đóng ở đấy là phim phim gì đấy? Truyền tinh mùa đông ấy. Nope. Có bộ phim gì đóng ở đấy ấy, nói chung là tên của nó là đây. Và còn ở đây thì nó cái cảnh nó đẹp hơn nhiều. Người rất là đông các bạn. Và khi các bạn đến thì có nơi đậu xe này, có các quán hàng và có các lối đi bộ các thứ cho các bạn. Phía xa xa kia có nhạc. Rất là đẹp. Mùa dịch nên người ta sẽ kiểm tra nhiệt độ cho tụi mình nhé. Đạt thì mới được đi vào. Đây. Không được tránh. Sau mình đây là sẽ có phân hai luồng. Một luồng bên đây là người đi theo đoàn và luồng bên mình đây là đi theo riêng. Một người như thế là 3.000 won. Các bạn sẽ được một ván một cái vé như thế này. Vé này là gồm 2 người, 6.000. Đây là một cây lá vàng rất là đẹp. Và hiện tại thì bọn mình mới đi được một chút thôi nhưng mà mất khá nhiều thời gian cho cây này rồi. Đúng sợ đi ạ. Nhập vào đây đi ạ. Thank you.
chuyển đến vất vả như thế này. Hiện tại bây giờ mình đang đứng ở giữa hồ. Đây là cái hồ ở trên núi mà nó có cái chùa thì là nó rất là đẹp. Và mọi người xung quanh đây mọi người chụp ảnh rất là nhiều. Sau khi bạn đi phía sau cái hồ mà có một cái ngôi nhà nãy mình vừa dẫn các bạn đi, thì các bạn đi lên tầm khoảng 30m các bạn sẽ có một cái nơi có một cáp treo, đó là phía sau mình ngồi đây đây. Nhưng mà các bạn nhìn đây số lượng người rất là nhiều nên là mình không đi cáp treo được. Cáp treo người ta sẽ cho mình đi lên kia và đi xuống sẽ là 8.000 mà hai lượt đi đi về về, và các bạn lên đấy có thể nhìn được toàn cảnh của cái núi Trang San này, phải Trang San nên Trang San này. Cổng, những cổng ngày xưa ấy, trong cái phim Du Mông ngày xưa có cổng kiểu cổng thành các bạn, nó rất là đẹp. Nó đi vào thơ ca đấy. Phía dưới này thì có một cái hàng cây, đây là cái hàng cây ở phía dưới này. Bây giờ là chiều rồi mà người ta đi rất là nhiều, người ta đi bộ ấy. Mà hầu như toàn kiểu độ tuổi trung niên trở lên, chứ thanh thiếu niên bên này hiếm lắm. Thanh thiếu niên bên này chỉ có tối mới thấy thôi. Một chút kinh nghiệm đi cho các bạn là các bạn cứ đi vào đây đi bộ tầm khoảng 50m, có cái xe buýt nhỏ nhỏ một người là 1.000 luôn đấy, thì các bạn cứ lên xe đấy sẽ đi lên tận cái hồ và cái cổng luôn, thì các bạn có thể đi thêm được nữa. Còn các bạn mà đi bộ theo mấy cái người Hàn người ta hay đi bộ ấy, thì là đi đến đấy là mất tầm 1 tiếng 2 tiếng rồi, thì cái thời gian là các bạn vui chơi đến đấy được ảnh thì là nó mất cái khoảnh khắc đẹp ấy, ví dụ nắng nó xuống hay là gì đấy thì là nên đi xe buýt đấy. Và khi đi xuống thì đi xe buýt đây cho khỏe, đỡ mất thời gian. Ở chỗ này các bạn có thể thấy là người ta buôn bán rất tấp nập và có nhà vệ sinh các thứ, các bạn cứ thoải mái ăn uống rồi là kiểu như vệ sinh cá nhân đấy. Tuke nhá. Đi vào tuke. Thăm sơn thôi. Mất rồi hết mà. Đây là bến cá. Sau khi tụi mình đi một vòng thì đến giờ về rồi thì tụi mình sẽ lại chỗ này và bắt xe buýt nhé. Có xe buýt xuống luôn. Bình thường này có xe buýt đi lên tận đây nhưng mà tụi mình quyết định đi bộ lên đấy. Có 1.000. Ừ. Xin chào nhé. Bây giờ thì mình phải về rồi các bạn ạ. Và mình cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.